Tập 13. Thanh Lạc, quà này ta tặng cho nàng. Đồ đệ, sao con lại tặng quà cho mẫu thân ta? Ta tặng quà cho mẫu thân người vì không muốn hạo nhiên tặng quà thấy ngượng ngập. Đại ca, quà này là đừng quên ta, có ý nghĩa là vĩnh viễn đừng quên. Tình bạn của chúng ta chi bằng để ta nhận hộ mẫu thân. Chỉ là đồ nhi, tuyệt đối đừng quên ta và mẫu thân đấy. Sao lại thế được? Tặng ta à? Đây là hoa sen trắng, tượng trưng cho gừng bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mong cô trở thành hoa sen trắng, ra khỏi đầm bùn, một lòng hướng thiện, hướng về phía ánh sáng. Cúc. Được rồi, được rồi. Đồ đầu heo. Xem ra ta vẫn phải đích thân ra tay. Đi thông thả. Nào, mời các vị vào trong. Lùi xuống đi. Đây là hôm nay Tần Lâu giới thiệu món mới nổi tiếng của quán, Bá Dương Biệt Kê. Chủ quán lén nói với ta, trong Bá Dương Biệt Kê này có một con gà giống một đồng tiền may mắn. Chỉ cần con có thể tìm được thì sẽ hoàn thành một điều ước. Được thôi, con nhất định sẽ kiếm giúp dì Kim giành được đồng tiền may mắn này, để dì Kim thực hiện được điều ước. Sao ta không biết còn có chuyện này? Nếu vậy thì Hạo Nhiên, không bằng huynh thi với Nam Nam đi. Không được. Về việc ăn gà, không ai có thể thắng được Ngọc Kình Nam này. Vậy thì 2, 1, bắt đầu. Đây chính là kế điệu Hổ Ly Sơn mà chàng đã nói sao? Ta nói rồi, sẽ cho nàng một buổi hẹn hò hoàn hảo, có một không hai. Vườn bánh ngọt. Chính là chỗ này. Ngọc Kình Nam đã đánh đòn phủ đầu, ăn hết một đĩa gà, bỏ xa Dạ Hạo Nhiên. Vậy thì tiếp theo, ai có thể ăn được đồng tiền may mắn đây? Hạt cát qua. Nàng từng nói, phía Nam Dương có thể dùng hạt cát qua tạo ra một món ăn thơm ngon, là tính vật bày tỏ tình cảm giữa nam nữ. Hôm nay ta đặc biệt làm cho nàng, lấy tên là Liên Tâm. Liên Tâm mà. Được thôi. Ta giúp chàng. Không ngờ chàng còn biết làm điểm tâm. Dạ Tu Độc, chàng nói rốt cuộc chàng còn biết làm gì nữa? Tòa bảo tàng này luôn để nàng khai thác.
Thế nào? Ngọt? Thật sao? Ta ăn được rồi. Giỏi lắm, không uổng công gì kim thương con đó. Mẫu thân, con thắng tiểu đồ đệ rồi. Mẫu thân và tiểu dạ đi đâu rồi? Phải đấy, họ đi đâu rồi nhỉ? Kỳ lạ. Quá ra đây chính là kế điệu hổ ly sơn. Đợi đã, con biết mẫu thân con ở đâu à? Con có tiểu bách hợp. Nam Nam, đi mau, mau đuổi theo nó. Sao quỳnh nặng thế? Để đông lạnh trong một canh giờ là sẽ hoàn thành. Chàng đừng tưởng chỉ vài miếng điểm tâm đã có thể hạ gục được ta. Tất nhiên rồi. Thế nên trong một canh giờ này chúng ta còn phải làm việc khác. Việc gì thế? Nàng sẽ không cho rằng cái này có thể ngăn cản được ta chứ? Nghịch đồ. Nam Nam, sao người lại đến đây? Nếu ta còn không đến thì không biết tên nghịch đồ này sẽ làm việc gì quá phận với sư nãy. Con trai ngốc, làm điểm tâm thôi. Mẫu thân ngốc, hình trái tim mà. Tất nhiên rồi, chúng ta giúp gì kim của người, chuẩn bị bất ngờ cho Hạo Nhiên đấy. Con xem, nhìn thấy rồi chứ. Đại ca, đến rất đúng lúc. Điểm tâm, con đang muốn hỏi người, dì Kim có biết định tặng cho tiểu đồ đệ bất ngờ gì không? Điểm tâm, bất ngờ mà. Biết trước thì còn gì là thú vị nữa. Ta không cần bất ngờ gì. Đại ca, chuyện này không cần giấu Nam Nam nữa. Nam Nam, thực ra chuyện này đang nghĩ gì thế? Nhớ lại nụ hôn đầu à? Đâu có. Mà còn là chủ động tấn công. Bái phục. Ta làm vậy chẳng phải là để giúp cô giải dây? Cảm giác thế nào? Đừng nhắc đến nữa, toàn mùi gà. Còn nói bản thân không nhớ lại. Cô đừng ở đây trêu đùa ta nữa. Cô mau nghĩ xem làm thế nào để giải quyết phía Nam Nam đi. Bây giờ còn chẳng ra sao mà đã bắt đầu tìm mọi cách ngăn cản rồi. Mẫu thân, mẫu thân, tối nay con muốn ngủ với người. Ta đã nói gì nào? Bộ dạng canh phòng nghiêm ngặt này chỉ sợ cô hẹn hò với dạ tu độc. Dì Kim à, người đừng thì thầm nữa. Bản thân lớn giọng mà còn không biết. Không ngờ người lại lợi dụng con ăn gà để điều hổ ly sơn. Sau này con sẽ không tin lời người nữa. Được rồi, nhìn bộ dạng ghen tị kìa. Thanh Lạc, vậy ta đi trước nhé.
Không ngờ đại ca để hẹn hò lại không tiếc hy sinh đệ. Đệ không bao giờ muốn ăn gà nữa. Hạo Nhi, đúng là khổ cho đệ rồi. Ta cũng không ngờ Nam Nam lại phản ứng nhanh như thế. Nếu đã vậy, sao đại ca không thể thành thật nói rõ ràng với Nam Nam? Ta đã xin quân thượng ban hôn. Quân thượng đồng ý. Chỉ cần ta thắng cuộc thi tuyển chọn cho đại hội tứ quốc sẽ cho lấy danh lạc. Vậy nên đại ca vì quá quan tâm mới lo lắng Nam Nam không đồng ý sẽ ảnh hưởng đến trạng thái trong cuộc tuyển chọn. Chuyện gì cũng phải có quá trình. Ta và Thanh Lạc vượt qua bao gian khổ, khó khăn lắm mới mở lòng với nhau. Ta thật lòng muốn trước cuộc tuyển chọn cho nàng ấy một buổi hẹn hò hoàn hảo. Chỉ cần có lòng thành sẽ cảm động được trời đất. Đại ca, chỉ cần Quynh thành thật với Nam Nam thì đệ tin nói nhất định có thể hiểu được. Quynh phải dũng cảm đối mặt, không thể trốn tránh. Được rồi, được rồi, không nói về ta nữa, nói về đệ đi. Đệ thì làm sao? Có phải kể từ nụ hôn kia đệ liền miệng lưỡi khô nóng, bức bối trong lòng, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhớ đến Lưu Ly cô nương không? Không có. Lúc đầu ta gặp Thanh Lạc ở Dược Dương đảo cũng có biểu hiện giống đệ bây giờ. Đệ đấy phải dũng cảm đối mặt, không thể trốn tránh. Đây là đệ tự nói mà. Lưu Ly, sao Quynh lại đến đây? Ta có chuyện muốn nói với cô. Đã muộn rồi, để ngày mai lại nói. Có vài chuyện ta bắt buộc phải lập tức làm rõ ràng. Đây là hoa gì thế? Đây là hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu chân thành không thay đổi. Chẳng lẽ con mọt sách này thực sự nghĩ thông rồi sao? Xem ra nụ hôn kia quả nhiên có tác dụng. Có chuyện gì Quynh mau nói đi. Quynh định làm gì thế? Kim Lưu Ly, thực ra ta thích mùi lâu lắm rồi. Con mọt sách này sao hôm nay giống như biến thành một người khác, lại trực tiếp thế này? Quynh muốn sao? Lúc này im lặng còn hơn là lời nói. Năm 56, 57, 59, 60. Tốt quá rồi, mạch đập của ta cho thấy vẫn chưa đạt đến tần suất của tình yêu. Ta đã nói mà, làm sao ta có thể vì cô mà tương tư. Cút. Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc. Đồ háo sắc.
không có ý tốt. Chúng ta bay lên thật rồi. Chúng ta sắp bay lên mặt trăng rồi. Trăm phương nghìn kế. Đánh đánh đánh, đánh chàng. Phải. Ta chính là kẻ háo sắc, nghĩ trăm phương nghìn kế. Dùng hết tâm tư gì nàng. Đừng để Nam Nam nhìn thấy. Nam Nam sớm đã ngủ rồi. Mẫu thân. Liên tâm ta đã làm xong rồi. Không bằng chúng ta nhân lúc đêm nay trăng tròn qua tắm, cùng thưởng thức liên tâm đi. Có đẹp không? Đẹp lắm. Ngọt không? Hai người đang làm gì thế? Con à, con đến từ khi nào thế? Nửa đêm canh ba. Cô Nam Quả Nữ ở đây làm gì? Ta và mẫu thân người đang bàn bạc chuyện đại hội tứ quốc. Phải. Bàn bạc chuyện đại hội tứ quốc. Sao phải cần nhiều đèn thế này? Bên trên hình như còn có tranh nữa. Số đèn này tổng kết những trải nghiệm trước đây, để chúng ta tiện rút ra bài học kinh nghiệm. Vậy đây là cái gì? Đây là điểm tâm được làm bằng hạt cát qua, có tác dụng thuận khí bổ máu, giúp tinh thần tỉnh táo. Dùng trước khi thi đấu sẽ khiến con người hưng phấn, giúp đồ đệ con giành được hạng nhất. Vậy sao? Vì sư phải đích thân nếm thử. Ngon lắm, không tệ. Liên tâm của ta. Nhưng mà tiểu dạ, nếu vì sư phát hiện còn có ý đồ bất chính với sư nãi con, thì vì sư sẽ không tha cho con. Xem ra Hạo Nhiên nói đúng. Thay vì cẩn thận che giấu, còn không bằng thú thật với Nam Nam.
Mẫu thân quả nhiên không lừa ta. Ăn xong liên tâm này, ta thấy cả người tràn đầy sức sống. Nam Nam, nhìn kìa. Đi. Nào. Từ từ thôi. Mục tiêu lần này của chúng ta không phải là thỏ, nó chỉ là mồi nhử. Vậy con mồi là gì thế? Con mồi đến rồi. Lắp cung. Kéo cung. Nín thở. Tập trung quan sát quỹ đạo của chim ưng. Vào lúc nó vừa lấy con mồi, chính là lúc nó thiếu cảnh giác nhất. Ra tay. Tiếc quá, chỉ thiếu chút nữa thôi. Ta nhớ lần đầu tiên phụ dương dạy ta đi săn, ta cũng 6 tuổi. Nam Nam giỏi hơn ta năm đó nhiều. Tất nhiên rồi, để ta trưởng thành nhất định sẽ vượt qua Tiểu Dạ, trở thành tướng quân giỏi nhất thiên hạ. Ta sẽ đợi ngày đó. Còn cứ đợi mà xem. Mạc cô nương, Ngọc cô nương, Hàn đại ca, thuốc giải tứ sát cao ta đã chuẩn bị xong rồi. Phiền Ngọc cô nương đi một chuyến rồi. Không sao, dù sao ta cũng đến đón Nam Nam. Họ đâu rồi? Công tử đưa Nam Nam ra núi sau đi săn rồi. Vậy ta đi tìm họ. Không tồi. Tiểu Dạ, gà rừng con nướng ngon thật đấy, không hề thua kém Bá Dương biệt kê của Tần Lâu. Phải rồi Tiểu Dạ, ngày mai con nhất định phải thi đấu thật tốt, đừng làm mất mặt Di sư. Nhất định phải đánh bại tên xấu xa Du Tắc Lâm kia. Ta đã xin tiên sinh nghỉ học, ngày mai sẽ đến cổ vũ cho con. Yên tâm đi, ta đã bao giờ để người thất vọng chưa? Tất nhiên rồi, thầy giỏi ắt có trò giỏi mà. Nam Nam, người thấy dạo này mẫu thân người có vui không? Vui chứ. Từ khi đến kinh thành, mẫu thân vui hơn trước kia rất nhiều. Vậy nếu có một người phẩm hạnh tướng mạo đều tốt, võ công cao cường, lại thật lòng thích mẫu thân người, làm phụ thân của người, thì người có thể chấp nhận không? Tiền đề là người đó cũng thích Nam Nam. Người mà con nói là bản thân mình phải không? Nếu phải thì sao? Không ngờ ta xem con là đồ đệ, con lại muốn làm cha ta. Nam Nam, ta sẽ thương người hơn cả cha đẻ. Nam Nam, ta biết người từ nhỏ không có sự yêu thương che chở của phụ thân, chỉ có mẫu thân, nên người không cho phép bất cứ ai cướp mẫu thân khỏi người. Nhưng người có từng nghĩ đến, thực ra mẫu thân người cũng như người, cũng cần người khác thương yêu, che chở không? Tiểu Dạ, con nói thật với ta, con thích mẫu thân ta từ khi nào? Từ khi ở đảo Dược Dương, thì ta đã âm thầm thề, nhất định phải lấy mẫu thân người. Nói vậy thì con luôn lợi dụng ta để tiếp cận lấy lòng mẫu thân. Không có Nam Nam, không có cái gì. Quá ra ta là con thỏ quan kia, còn mẫu thân mới là chim ưng. Ta chỉ là mồi nhử để ngươi bắt được con mồi. Tiểu Dạ, ngươi làm ta quá thất vọng. Kể từ bây giờ thầy trò chúng ta, thầy trò chúng ta đoạn tuyệt tình nghĩa. Nam Nam,
Tiểu Hàn. Ta xin lỗi, ta đã làm hỏng mọi chuyện. Đâu phải chàng không hiểu tính cách Nam Nam, chống giận mà cũng dễ nguôi giận là ta đã quá nóng vội. Ta cho rằng nó sẽ khác với ta. Chàng sai rồi. Chính vì Nam Nam rất quan tâm đến chàng cho nên mới giận như thế. Có khi cho nó chút thời gian suy nghĩ, rồi ngày nào đó nó sẽ hiểu ra. Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Ngày mai chính là cuộc tuyển chọn cho đại hội tứ quốc. Lấy lại phong độ của Dục Dương Quân. Yên tâm mà thi đấu. Yên tâm. Có nàng ở bên cạnh, ta chưa từng thiếu động lực và quyết tâm. Chàng nghĩ vậy thật sao? Tất nhiên rồi. Vậy ngày mai ta muốn tham gia thi đấu với thân phận thái y. Không được. Vì sao thế? Quá nguy hiểm. Thuốc giải của tứ sát cao ta đã điều chế xong và giao cho Mạc Quyền. Kế hoạch của Du Tác Lâm vốn không thể gây uy hiếp với chúng ta. Mấy ngày nay ta phải ám dạ vệ giám sát hành động của Du Tác Lâm. Phát hiện hắn vốn không ở doanh trại huấn luyện đội ngũ, mà không rõ tung tích, giống chưa từng xuất hiện. Ta thấy chuyện này không hề đơn giản. Có lẽ Du Tác Lâm còn có chiêu trò khác. Chính vì thế nên ta mới không muốn để chàng mạo hiểm một mình. Mà chàng đã nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ta. Muốn chúng ta tin tưởng lẫn nhau, không phải sao? Nói thì nói vậy, thế nhưng Du Tác Lâm sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để giết ta, đúng không? Chàng cũng biết Du Tác Lâm là kẻ địch của ta. Để đối phó với ta, hắn sẽ bất chấp mọi giá dùng Nam Nam làm điểm đột phá, để cô già Bạch Mạo Nhận làm cha đẻ của Nam Nam. Chàng hiểu ta mà. Ta có thù ác báo, ta sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa có ta bên cạnh, có khi còn có thể giúp chàng một tay. Đây là cái gì? Cái này là túi hương hộ thân, ta tự tay may cho chàng. Bên trong đã bỏ cỏ thanh tâm, đeo nó trong thời gian dài sẽ giúp ích cho chứng sơ máu của chàng. Quan trọng nhất là hy vọng nó có thể phù hộ cho chàng trong cuộc tuyển chọn ngày mai, để được bình an thuận lợi. Hình như đây là lần đầu tiên nàng tặng quà cho ta nhỉ. Vậy chàng có lấy không? Lấy chứ. Tất nhiên phải lấy rồi. Bổn quân sẽ đeo nó bên mình cả đời. Nếu chàng đã nhận thì ta xem như chàng đồng ý rồi. Được rồi. Nhưng nàng cũng phải hứa với ta một việc. Cuộc thi ngày mai nhất định phải ở bên cạnh ta, không được rời xa ta nửa bước. Không thành vấn đề. Lô ngũ thảo tán đầu tiên đã hoàn thành. Hai người là được. Tốt lắm. Lần này sau khi uống vào, sức mạnh và tốc độ đều có cải thiện rất rõ rệt. Ngày mai sẽ để dạ gia quân nếm thử sự lợi hại của ngũ thảo tán này. Môn chủ quả nhiên nói lời giữ lời. Hiệu lực của ngũ thảo tán này quả nhiên hơn xa tam thạch đan. Sau khi xong việc, bổn tướng quân nhất định sẽ trọng thưởng.
Thanh Lạc, Kim cô nương, chẳng lẽ cô đặc biệt đến để cổ vũ cho ta? Đúng vậy, đặc biệt đến xem Quynh làm trò cười. Vậy e là phải làm Kim cô nương thất vọng rồi. Lần này ta nhất định sẽ thành công. Đang nghĩ đến Nam Nam à? Chắc nó vẫn còn giận ta. Chàng nghĩ nhiều rồi. Nhưng bộ dạng hai người nghĩ một đằng làm một nẻo, quả rất giống nhau. Hôm nay trước khi lên đường, nó còn hỏi thăm ta tình hình chuẩn bị cho cuộc thi thế nào. Nó chỉ không bỏ qua được thể diện thôi. Nếu mọi người đều đã đến đủ thì bổn quan sẽ bắt đầu tuyên bố quy tắc cuộc thi. Cuộc tuyển chọn lần này, quân Du Gia và ám dạ vệ sẽ lần lượt xuất phát từ hai phía đông tây của núi Tướng Quân, có thể mai phục ám sát trên đường. Quy tắc không hạn chế, sẽ có người đặc biệt mang cờ đến vị trí chỉ định trên núi Tướng Quân. Đội nào tìm được cờ và lấy được trước sẽ có thể đại diện Phong Thương Quốc tham gia đại hội tướng quốc. Lệnh bài đại diện cho tư cách thi đấu. Hy vọng mọi người cất giữ cẩn thận. Trước khi bắt đầu cuộc thi, mời đội trưởng hai bên bắt tay. Tên họ Dạ kia, núi Tướng Quân giữa núi gần sông, phong cảnh hữu tình, là nơi chôn thay không tệ của ngươi. Không tồi, quân Du Gia nhất định sẽ yên nghỉ tại đây. Sau đây bổn quan tuyên bố cuộc tuyển chọn cho đại hội tứ quốc chính thức bắt đầu. Tiểu chủ nhân, cậu chắc sẽ không đi chứ? Bây giờ đi chắc vẫn còn kịp. Đừng quấy rầy ta ngủ. Ta sẽ không đi xem tên nghịch đồ kia thi đấu. Thua là tốt nhất. Không đúng, hắn bị ta trục xuất khỏi sư môn rồi. Tiểu chủ nhân, bỏ đi, bỏ đi. Tối qua tiểu chủ nhân đã kéo ta nói xấu Dục Dương Quân cả buổi tối. Khó khăn lắm cậu ấy mới nghỉ được một lát. Để cậu ấy ngủ một giấc. Không được rồi, ta cũng phải quay về ngủ bù đi. Không đúng. Hình như chúng ta vẫn đi lòng vòng trong khu rừng này. Chúng ta có la bàn chỉ dẫn, làm sao có thể lạc đường được? Nếu ta đoán không nhầm thì ngọn núi này là một khu mỏ, khiến la bàn của chúng ta mất linh. Mọi người qua đây xem thử đi. Đây là nấm tránh nắng, thích sống ở nơi âm u, ẩm ướt, ít ánh sáng. Nếu vậy thì chúng ta vẫn đi lòng vòng ở phía bắc núi Tướng Quân. Theo bản đồ hiển thị thì chắc cờ nằm ở chân núi phía nam núi Tướng Quân. Loại nấm này bọc ngược hướng với mặt trời nên mới có tên như thế. Vậy thì phía ngược lại với hướng mọc của nó chính là phía nam. Chuyện không thể chậm trễ, lên đường. Đợi đã. Có mai phục. Du Tác Lâm.
Ngươi không tìm được vị trí cờ, nên muốn nhờ ta dẫn đường cho ngươi phải không? Dục Dương Quân thật biết nói đùa. Bụng tướng quân chẳng qua chỉ cho rằng, so với trò chơi tìm cờ nhàm chán này, thì giết ngươi vẫn thú vị hơn. Ta chỉ cần giết hết các ngươi, thì có thể từ từ tìm cờ. Giết hết cho ta.